phụ nữ mang thai nên ăn cá nhiều dầu như cá mòi, cá thu. Điều này là do đôi mắt to tròn hay hàng mi dài cao vút của bé có 70% là do di truyền. Nếu bố hoặc mẹ sở hữu đôi mắt đẹp thì có thể di truyền lại yếu tố này cho con. Tuy nhiên, nếu không có lợi thế về mặt di truyền thì bạn hoàn toàn có thể cải thiện chế độ dinh dưỡng. Nghiên cứu cho thấy rằng các chất dinh dưỡng như đạm, vitamin, các nguyên tố vi lượng có ảnh hưởng rất lớn đến đôi mắt của thai nhi. Nếu muốn con có được đôi mắt với hàng mi dài và đẹp thì bạn nên thường xuyên ăn những loại thực phẩm dưới đây nhé. Để con có một đôi mắt sáng khỏe, ba mẹ cần phải quan tâm tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày, đặc biệt là bổ sung thực phẩm dầu omega 3, kẽm, vitamin C sẽ giúp bảo vệ và cải thiện tầm nhìn của mắt trẻ. Thứ nhất, dầu cá. Phụ nữ mang thai nên ăn cá nhiều dầu như cá mòi, cá thu. Điều này là do loại cá này bao hàm DHA, yếu tố cấu thành nên màng thần kinh, có thể giúp sự phát triển lành mạnh cho thị giác của thai nhi. Khoai lang cũng giống cà rốt, khoai lang dồi dào chất beta carotene, vitamin A, vitamin C và chất xơ, rất có lợi cho đôi mắt của bé. Đặc biệt, khoai lang có chứa vitamin D, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp năng lượng và sức khỏe cho mắt. Cà chua. Cà chua không chỉ làm sáng da cho mẹ, mà loại quả này còn chứa chất lycopene đi chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc cho mắt của bé. Vitamin C trong cà chua có tác dụng tăng thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà cho bé. Với hàm lượng vitamin A giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù mắt. Chú ý bổ sung canxi, thai nhi sẽ không dễ bị cận thị. Canxi không chỉ rất quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ mang thai, mà còn là yếu tố quan trọng bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thai nhi. Vì vậy, cần bổ sung thêm canxi trong thời kỳ mang thai. Nó thường có trong rong biển, mộc nhĩ, hạt mè đen và các loại thực phẩm khác màu đen rất giàu canxi. Các sản phẩm đậu nành cũng là một lựa chọn lý tưởng để bổ sung canxi. Cắt lông mi sớm có hiệu quả. Tương truyền theo dân gian, sau khi sinh khoảng vài tuần, dùng bấm móng tay hoặc kéo nhỏ cắt lông mi cho bé cẩn thận. Khi lông mi mọc trở lại thì lặp lại quá trình trên đủ 3 lần, bé cưng sẽ có hàng lông mi dài, đẹp và cong. Tuy nhiên, đó chỉ là lời truyền miệng, khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Thông thường, lông mi của trẻ có khoảng 150 sợi, chiều dài của lông mi cũng còn ngắn và làm nhiệm vụ chính là che chắn đôi mắt và cản bụi, hạn chế phần lớn ánh sáng tác động trực tiếp vào mắt. Nếu cắt lông mi sớm, sẽ có những tác hại khôn lường, dễ gây ra những bệnh như viêm kết mạc, viêm giác mạc và lông mi mới không còn độ mềm, dễ dẫn đến sự phá hủy nang lông, làm đảo lộn quá trình phát triển bình thường của lông. Nhẹ hơn có thể là lông mi mới mọc ra không đều, sợi ngắn, sợi dài, mất thẩm mỹ. Như vậy, việc cắt lông mi cho trẻ sơ sinh không những không có tác dụng làm cho hàng mi bé mọc dày hơn, dài và cong hơn, mà còn hạn chế các tác dụng bảo vệ lông mi với mắt, gây ra các bệnh nghiêm trọng. Muốn con đẹp, trước hết con phải khỏe. Vì vậy, 3 tháng đầu của thai kỳ là thời kỳ vô cùng nhạy cảm cho sự phát triển của thai nhi. Ở giai đoạn này, các bà bầu nên chú ý bổ sung các loại thực phẩm có chứa protein, acid folic và các loại vitamin. Những loại thực phẩm này sẽ rất có ích cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ. Mật ong là một loại thực phẩm giúp chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Chính vì thế mà khi mang thai, phụ nữ nên ăn nhiều mật ong một chút. Các chuyên gia sức khỏe cũng cho biết rằng mật ong không chỉ giúp cung cấp các dinh dưỡng đầy đủ, mà nó còn mang lại cảm giác hưng phấn, khiến thai phụ vui vẻ, hạnh phúc. Và điều này cũng có lợi cho quá trình tiêu hóa. Khi mang thai, bạn nên chú ý không nên sử dụng những loại thực phẩm tươi sống hay được ướp lạnh. Tránh dùng thức ăn cay nóng như hạt tiêu, hồi, quế, đinh hương. Hy vọng video này đã giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe của mình cũng như các bé.